bắt đầu rồi anh. Hôm nay MU đã điểm số World Cup sao lại có MU của em? Ông Ronaldo hồi xưa đá cho Brazil, hôm nay đá cho một đội nhà. Ok, đúng là hai ông khác nhau mà. Tưởng anh hôm nay có Beckham không anh? Ông đến 50 tới nơi rồi, đá gì nữa? Cho em xem bóng đá, em bóng dai đẹp đấy. Thêm một cầu nữa dành cho tuyển Bồ Đào Nha. Lên lên lên. Xuống. Mất mạng à? Ôi giời, xem cái này tốn tiền mạng lắm. Gọi này chỉ có trên phim thôi, gọi thực tế phải khác. Em mà bóng đá đi anh. Giờ này làm gì có bóng đá đâu em. Hôm qua mình ngủ quên mất, lỡ mất trận bóng đá. Nên hôm nay em đã đăng ký gói My TV của VNPT. Cứ xem lại lúc nào cũng được. Mà xem trực tiếp internet tốc độ cao luôn anh ạ. Cho anh thoải mái mùa World Cup này luôn. 10 điểm. Em đúng là vợ người ta đấy rồi.